Gắn attachment là bước đầu tiên được thực hiện trên răng của bạn khi bạn chỉnh nha bằng phương pháp sử dụng khay niềng răng trong suốt. Attachment là những nút chặn bằng nhựa được gắn trên răng thật để tạo điểm tựa cho khay niềng. Thông thường thì chỉ có một số răng được chỉ định gắn attachment.